Ly Giang xin kính chào quý khán giả, quý Phật tử đang xem kênh của Ly Giang. Thì hôm nay Ly Giang một lần nữa đến chùa Phướng ở phường 7 Chợ Vinh quý Phật tử. Thì hôm nay cũng có Mạnh Thường Quân cũng muốn chùa Phướng để trao số tiền sư chủ trì sư chùa Phướng này, thì cũng muốn xây tăng xá đó. Thì bây giờ Ly Giang đến đây để trao đổi cùng với sư và trao tiền cho sư luôn. Thì bây giờ là đây là ở trong chùa Phướng luôn ha. Đó. Phong cảnh rất là đẹp và đặc sắc luôn. Rồi. Đó, thì cameraman sẽ quay một vòng cho quý Phật tử đang xem ha. Đó, rồi bây giờ Ly Giang đi theo Ly Giang để gặp sư luôn ha. Tại vì hôm trước Ly Giang cũng có quay chùa Phướng cho quý Phật tử xem rồi á. Nên hôm nay Ly Giang đến đây chỉ để trao đổi với sư và trao tiền cho sư thôi. Rồi thì bây giờ bên đây nè, sư đang ở bên phía bên đây nè quý Phật tử. Thì sư muốn xây cái tăng xá đây nè. Đó. Còn đây là chánh điện ha. Thì cũng hôm bữa cũng quay sơ cho quý Phật tử xem rồi. Mình cùng vào đây gặp sư luôn ha. Dạ rồi, con chào sư. Dạ. Dạ chứ con xin phép kẹp cái mi ha. Dạ. Dạ sư khỏe không sư? Dạ sư khỏe không anh con. Dạ. Rồi con đến đây cũng có Mạnh Thường Quân đó muốn trao số tiền để góp phần cho giống như xây tăng xá. Đó thì của Mạch Kim Quê á. Dạ. Thì sư có đôi lời gì chia sẻ sư? Thì nhân dịp hôm nay thì sư cũng đến đây cũng nhờ Lê Giang giới thiệu đến chị chủ về bắt trong cúng dường để sư xây dựng căn xá cũng là chính căn để dành cho mấy sư lại các quyền lại để học tập tu viện trong ba vậy là mình sửa soạn là sư là xây chính căn hả sư? Chính căn hả, tại chuẩn bị tháng khô này cho mình xây dựng. Dạ tháng khô ha. Giờ còn tháng mưa. Dạ, còn cỡ khoảng bao lâu nữa sư? Chắc cỡ khoảng tháng khô, chắc khoảng tháng qua tháng giêng á. Dạ. Qua tháng giêng bắt đầu mình xây dựng. Xây dựng lâu không sư? Chắc xây dựng phải khoảng năm mấy á. À, một năm mấy ha. Kinh phí nữa. Dạ. Ừ. Quan trọng là kinh phí ha. Quan trọng là kinh phí. Dạ. Theo kinh phí mình xây dựng. Rồi xây dựng tăng xá như thế nào có thể chia sẻ được không sư? Cái này cũng mình xây dựng cũng như nhà cấp 4 bình thường thôi, không có gì. Dạ. Để cho mấy sư lại tạm trú đại học đó. Dạ. Tại vì con cũng chưa cái hình dung ra. Dạ. Cũng như xây cái cách xây kiểu nhà sàn á. Dạ. Mình đổ sàn, sàn cái dưới là trên mình cho mấy sư ở. Dạ. Cho nó mới mẻ hơn nha. Cái này là mình xài toilet chung hay là sao sư? Cái này mình xài toilet chung. Dạ. Trong chùa không có xài toilet riêng được. Dạ, vì cái này là chỉ xây tăng xá thôi, còn toilet là để riêng hết sư. Để riêng ở ngoài. Dạ. Cho con mới xây chung được. Dạ. Còn cái hướng bên kia là cái đó là bên trường học hay sao? À, đây chỗ đó là trường học. À, trường học Bali ha. Trường học Bali. Trình độ lớp 7. Dạ. Vậy là dạy từ lớp 1 đến lớp 7 ha? Không, cái này lớp 7 của Bali, lớp 7 á. À, là chỉ dạy lớp 7 thôi ha? Dạ, đúng rồi. Rồi. Thì bây giờ mình có thể dạo một vòng được không sư? Được, không có gì. Mời quý vị tham quan ha. Công viên chùa. Dạ. Hình như là con... lần này là thứ hai là con lần qua rồi. Thứ hai đã gặp sư rồi. Dạ, nhưng mà con hình như là con chưa có... cái bên, hình như bên... bên đây là con chưa có tìm hiểu này sư. Đó, cái bên đây nè. Chỗ Thà La. Dạ. Cái này yên tĩnh. Dạ. Dạo này ở trong chùa có mưa nhiều không sư? Mưa mỗi ngày, áp thấp nhiệt đới mưa mỗi ngày. Dạ. Giờ bắt đầu chuyển mưa nữa rồi. Dạ. Nhiều khi mưa vậy có làm cho công việc của sư khó khăn không sư? Mưa thì cũng công việc trong chùa không có gì nó khó khăn, mình chừng nào mưa thì mình làm bên trong. Dạ. Còn không mưa thì mình làm bên ngoài. Dạ. Lao động bên ngoài vệ sinh thôi chứ không có gì. Dạ. Chỉ quét dọn thôi. Còn bên đây là tăng xá cũ hay sao sư? Cái đây là trai đường.
Đài đường cũ, cái này khoảng 170 năm rồi đó. Dạ, khủng lâu ha. Nhà sàn luôn á. Uh-huh. Nhà sàn. Okay. Đài đường để mà tụ tập Phật tử đến là ngày rằm 30, 23, mùng 8. Dạ. Là Phật tử tụ tập bên đó để cúng dường Tây Tăng á. Dạ, thì... Một tháng 4 ngày. Vậy là cái bên đây gọi là cái gì sư? Trai đường. Trai đường ha? Trai đường. Dạ. Trai đường để dành cúng dường. Cúng dường Tây Tăng á. Dạ. Rồi còn bên đây nè, anh thấy rất là đẹp nè sư. Bên đây là giảng đường. Giảng đường là được xây dựng năm 2014. Dạ. Tới 2017 là làm lễ khánh thành. 2017 ha. Công trình 3 năm. Dạ. 3 năm. Giảng đường. Cái này là giảng đường này sư có thể nói rõ là cho mọi người hiểu không? Cái này giảng đường để cũng như mình tiếp xúc trao đổi về kinh kệ. Dạ. Hay tụ tập hội hội họp trong bộ đạo á. Dạ. Để mình trao đổi ý kiến với nhau đó. Dạ. Đó người ta gọi là giảng đường. Dạ. Rồi cho con hỏi thêm ha. Còn cái phía bên đây nữa nè. Đó, phía bên đây cũng phòng mấy sư ở. Dạ. Bình thường. Rồi á. Phía bên đây hồi xưa là nhà sàn. Dạ. Rồi bị nó xuống cấp rồi mình phải để nhà sàn đổ xuống xây xây thành bê tông lại. Dạ. Rồi hả, con thấy có cái nhà gỗ nữa nè. Đó này nhà gỗ hồi xưa. Dạ. Đó mình phục chế lại thôi. Dạ. Nhà gỗ hồi xưa đó là hồi đó là cũng như là kỷ niệm của ngài Thạch Cuôn là ngài hòa thượng ở đây á. Dạ. Rồi ký kết đại tá Nguyễn Văn Sơn ký kết giải phóng miền Nam của mình. Dạ. Đó là kỷ niệm của ông mình phải cất lại. Thì thấy thỉnh thoảng có ai là có dạng như là phong tục Khmer, mình mặc đồ Khmer còn chụp hình được không sư? Được, bình thường. Dạ. Vậy nhất là đại bên TV Cần Thơ á. Dạ. Thường là chụp ở đây trên nhà sàn á. Dạ. Để làm kỷ niệm. Thì sẵn ở đây ha, con sẽ hỏi thêm. Ở phía trước cổng chùa vô đó có cái một cái gọi là cái gì giống như Angkor Wat thu nhỏ đó. Angkor Wat. Cái đó là mình là sư tự thiết kế hay sao, hay là đó là sư tự thiết kế rồi để kêu thợ người ta lại làm cho mình. Dạ. Tại mình đi Angkor Wat đó rồi thấy thích. Dạ. Vậy là sư cũng có đi rồi ha, đi tham quan. Đi tham quan ở Angkor Wat thì mình lưu trữ lại cái hình thức mẫu đó mình cho thợ qua làm cho mình á. Dạ. Vậy là sư cũng có đi nhiều nơi để tìm hiểu hay sư? Đi nhiều nơi. Dạ. Nói chung cái việc đi cũng do Phật tử bên nước ngoài rồi thỉnh đi Lão Khước á. Dạ. Rồi có dịp họ thỉnh qua đảng chơi luôn. Dạ. Cũng đi được cũng 5 lần á, không cô quá. Thấy một cái này gọi là hồ ha. Cái này hồ, hồ hồi xưa mình lấy đất này làm nền chánh điện á. À, ý là trong chùa thường thường là có mấy cái hồ lớn. À, dạ. Rồi hồi xưa thì lấy đất lại rồi làm cái nền, thành ra giờ nó còn cái hồ. Dạ. Thì hồ lúc này trước cũng mới thành lập chùa là có rồi đó. Vậy là lúc trước là đào một cái ao đó, để xây dựng chùa ha. Làm cái nền chánh điện. Dạ, làm cái nền chánh điện. Phải xong rồi trong chùa nào cũng có cái hồ lớn là vậy đó. Dạ. Chùa nước nhìn cũng là cũng thấy cũng trong á sư. Nước trong. Đó, bây giờ mình tham quan cái sẵn này lần này qua lần thứ hai rồi tham quan cho tiện luôn. Đó. Camera quay bên đây nè. Nhìn cái kiến trúc Angkor Wat thu nhỏ ở chùa Phước. Chùa Phước. Đó. Đây. Đây là kiến trúc thu nhỏ bên Angkor Wat á. Kiến trúc lâu đời nhất á. Phải không sư? Đúng rồi. Dạ. Cái này mình thu nhỏ thôi. Lấy cái hình nhỏ. Nhìn thấy cũng cũng giống nha. Dạ. Nhìn thấy thấy thích lâu rồi mà mới làm được 2-3 năm nay à. Dạ. Đến hồi cây trước là làm cái nhỏ thôi, làm sao cách chánh điện á, rồi sau này thôi mình phải không là làm cái lớn cho nó coi được chút. Dạ. Làm ở đây mà cái công viên của mình nó nhỏ đó. Dạ. Mình phải thu hẹp theo cái công viên của mình, tại vì con chỉ nhìn thấy trên hình ảnh thôi. Nhưng mà cái này được đến. Dạ.
Dạ chưa, con chưa đến lần nào. Chỉ là bây giờ chỉ nhìn thấy ở ngoài đời ở chùa Phước là thu nhỏ với lại chung hình ảnh thôi. Nên chưa có từng đi, nhưng mà có dịp là sẽ đi một lần để tham quan. Đúng rồi. Đó. Thì có dịp mình để đi tham quan là biết, để mình nhìn thấy tận mắt của mình. Dạ. Rồi camera quay qua đây là rồi ok được rồi. Rồi thì bây giờ cũng thời gian cũng dài rồi ha. Nên bây giờ con sẽ trao số tiền của Mạnh Thường Quân là Mạch Kim Quê đó, có trao số tiền góp phần là để dành xây dựng chùa đó. Thì bây giờ con sẽ trao là số tiền cho sư. Dạ. Đây là số tiền 10 triệu sư. Đây là của Mạch Kim Quê. Dạ. Nhân dịp là hôm nay sư cũng gặp Lê Giang. Dạ. Do Mạnh Thường Quân của gia đình cô Mạch Kim Quê là phát tâm cúng dường để sư xây dựng ngôi tăng xá để dành cho Phật tử tăng. Dạ. Lại đại học trong giáo lý của Phật chúng ta thì sư cũng không có gì quý hơn, thì cầu nguyện học ân tâm đạo luôn hộ trì quý vị và gia đình gặp nhiều điều may mắn và cuộc sống sẽ được thọ lãnh trong khắp cõi trường, mọi lực sự sống lâu sắc đẹp an vui và trí tuệ sau cùng sẽ được thọ lãnh ba thứ ba: một là bạn thành đạt, hai là bạn thành thiên, ba là bạn thành ba. Nếu là cô gia đình cô có cầu nguyện cứu quà nào cũng xin được như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sau khi nhân thành cảm ơn Lê Giang nhiều. Dạ dạ. Để chúc gia đình luôn luôn gặp nhiều điều may mắn. Dạ. Dạ con cũng muốn là sư sẽ nói vài câu Khmer để cho dân tộc mình á thì có thể biết được. Dạ. Sa thu nghe đi chi ông cảm người ta lo. Tôi có mùi Lê Giang thì bàn chùa một bên chăng là camera đồi ở Sài này Phật tử Bồ Tát nơi xã Hà Rốc, Amrit Lục Di, Cửa San Lục Mạch Kim Qua, Mạch Kim Quê, Mạch Kim Quê, dạ. Nơi xã Hà Rốc, Amrit đại miền Bắc Sắt Tạp Tự Tiế, đại miền dọc bờ trái mốc, bờ kênh đạo Phật, Atma Phiệt có sang nơi Sa La, đại miền Chuôn đạo Phật sang một trăm lạng sáu sang được nông cạn nước sông được sơ tây phố, nơi sừng cung Cửa San là bao lục miền sông ở Bắc Cập nơi sơ kỳ sấp, sơ kỳ chấm rắn được tu nơi tập bộ tăng lai Bàn Đạt Cá thì yếu. Quan nạp sọc cả phần lá nằm tại địa biên hàng ao sanh tiết thứ bảy thì địa biên hàng ao nên chúng tôi phải làm sạch cái sọc cho bà lô ở dưới này. Sa tu sa tu. Rồi đi anh xin cảm ơn Phật tử Mạch Kim Quê đã cho số tiền cho sư để xây dựng chùa. Rồi đi anh cũng xin khép lại video này luôn. Xin chúc cho quý Phật tử ở phương xa một ngày thật là vui vẻ và bình an luôn ạ. Rồi xin kính chào và hẹn gặp lại. Cũng bye bye gia đình cô Mạch Kim Quê luôn cho gia đình luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm và an lạc. Dạ dạ rồi. Kính chào.